em muốn săn tìm cá rồng body tuyển hàng đẹp các loại thì hãy nhớ ấn đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em ha. Ok, và em là thợ săn cá rồng. Nhiều anh em thì có hỏi là cá size lớn bên em có về nhiều không, thì anh em cứ yên tâm nha, thợ săn mà cứ hàng đi hàng về, hàng đi hàng về. Có những thời điểm mà ví dụ như lúc anh em mà tới cửa hàng em ấy thì nó rất là nhiều full option cá size lớn luôn, cả bên kho 1 và bên kho 2 đó. Nhưng mà có những thời điểm là em phải bán đi rồi chứ, đúng không ạ? Bán đi rồi thì lúc anh em tới thì có con này và có con kia. Nói chung là hàng của thợ săn ấy thì săn tìm và sưu tầm những cá thể đẹp size lớn để về phục vụ anh em. Tại vì hàng size lớn thì anh em biết rồi, không có nhập ở nơi đâu được hết. Thế nên là muốn săn tìm hàng đẹp nhớ tìm đến em Hải, thợ săn cá rồng nha anh em. Ok. Hello anh em, lại là em Hải Rồng đây. Ok, chủ đề tiếp theo hôm nay thì em lại show lên cho anh em xem và chiêm ngưỡng một vài mẫu để cho anh em xem và lựa chọn ha. Và chủ đề hôm nay sẽ là chủ đề chính, đó là đi săn về một kèo huyết body đuôi càng, siêu đuôi càng luôn anh em, một bộ cặp càng cực kỳ VIP luôn. Đó thì anh ấy chăm một thời gian thì bị stress ấy. Nó cá bị stress, nó hay nằm đáy, nằm một chỗ, nói chung nhìn thấy người nó nhát ấy. Đó, thế nên là anh không đủ kiên trì. Thật chất ra thì bọn em là thợ, bọn em biết cái chiêu, có chỉ cho anh ấy rồi, nhưng mà nói chung anh bận bịu công việc nên là không áp dụng theo cái công thức đó, nên là cá nó vẫn bị stress. Đó, thế nên là cái kết quả cuối cùng đó là em sở hữu được em đó và đưa em đó về đội. Đó, giá cực kỳ êm luôn anh em ạ. Giá một bé huyết hàng đuôi càng tuyển chọn đẹp luôn. Ừ, size 48, 47, 48. Mà giá thôi, có gì em sẽ loanh quanh cung cấp cho anh em sau ha. Ok, và trước khi đi săn kèo này thì tiện thể em sẽ review cho anh em xem luôn sơ qua một vòng bên kho 1 ha. Và chắc là một vài clip sau sẽ là review vòng bên kho 2 để anh em sưu tầm tiếp. Đó, tại vì bên kho 2 đang ủ hàng để từ giờ đến Tết đấy, phục vụ anh em chu đáo hơn, đúng không ạ? Ok, trước mắt anh em đó chính là đây, dàn bên trong này đó chính là huyết say nhỏ nha anh em, huyết say nhí ấy. Đó, và hàng trên này là hàng say lớn rồi, hàng trên này là hàng say 28-30. Đó, hàng 28-30, hàng siêu đuôi càng này anh em, hàng đuôi càng đẹp luôn. Hàng này là giá 8 triệu rưỡi nha anh em, 8.5, đó, 8.5, 8 củ 5 để anh em sở hữu. Đầu muỗng, đuôi càng cực kỳ to và dài luôn. Đó, cực kỳ to và dài luôn, hàng 8.5 nha anh em, đó. Ở dưới này thì là hàng 5.9 nha, 5 củ 9 một bé. Đó, size 18-20, cũng hàng body tuyển chọn luôn, hàng body đuôi càng tuyển chọn luôn, huyết long nha anh em. Đó, huyết long xanh nhí. Hàng 5.9 này anh em, số lượng có hạn đây anh em ạ. Hàng này là hàng tuyển nha, anh em đừng so sánh hàng của em Hải với lại hàng chợ, hàng bày nha anh em. Hàng tuyển chọn từng bé một, anh em nhìn này, bộ đuôi cực kỳ to luôn này. Đó, đuôi tam hoa càng bướm này. Đó, đầu muỗng này đẹp luôn. Đó, xuất sắc luôn anh em ạ. Chứ không phải là hàng bầy, hàng chợ, hàng tào lao đâu. Ok, cameraman đi theo. Tiếp theo đó chính là một bé huyết long size 51-52. Con này thì siêu đuôi càng cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ khủng luôn anh em ạ. Trời ơi, nó phê lắm. Ôi, anh em nhìn đâu. Đó, bé này là size 51-52 và giá luôn cho anh em là bao nhiêu? Loanh quanh đâu đó chỉ có 18 củ 5 thôi, 18.5 để anh em sở hữu một bé huyết cực kỳ đẹp luôn. Form dáng hết nước chấm luôn anh em ạ. Đây là clip của em nó nha anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Xuất sắc không ạ? Đẹp cực kỳ luôn. Hiện tại em đang để đèn trắng nha anh em. Đó, quá nét luôn. Con này đỉnh thật sự luôn. 18 củ 5 để anh em sở hữu một siêu phẩm nha anh em. Bé huyết này đỉnh luôn đấy. Ok, và tiếp theo đó chính là một bé bối size khủng. Đó, bé bối size khủng này anh em. Đó, bé này size ngoại cỡ luôn anh em ạ. Đó, bé này size 63-65.
cực kỳ đỉnh luôn, phun chai đuôi bối phông đen càng bướm. Trời ơi nó phê lắm anh em, nhìn bên ngoài tê tái luôn. Đó, bé này cực kỳ êm nha anh em, tất cả mọi thứ chuẩn chỉ hết. Bé này giá chỉ có 13.8 thôi, 13 củ 8 để anh em sở hữu một bé bối sai khủng này. Anh em nào mà có hồ trấn trạch ở trong nhà chơi bé này thì thôi kinh khủng khiếp luôn. Ôi tê thái luôn anh em ạ. Có 13 củ 8 thôi, 13.8 nha anh em. Còn đây là clip của em nó. Thấy chưa? Được không ạ? Nét 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 luôn đúng không ạ? Sai khủng nha, ngoại cỡ nha, kiếm trên thị trường hơi bị khó đấy. Đó. Còn có 13 củ 8 thôi, còn ở dưới này là Sam Abino full bông. Đó, thuần chủng luôn nha anh em, full bông luôn, cực kỳ đẹp luôn. 5 củ 8 một bé. Đó, 5.8 một bé nha anh em. Chơi dòng mà thiếu Sam thì hơi bị lãng phí luôn. 5.8 một bé Sam. Size 20 22. Đó. Ok, tiếp theo đó chính là bé bối này thì màu vàng chanh siêu vàng luôn anh em ạ. Siêu càng, siêu vàng luôn mà cũng size khủng luôn, size trên 60. Bạn này thì quay clip sau. Bạn này chỉ có hơn 10 đồng thôi, hơn 10 chấm thôi anh em. Em sẽ quay clip cho anh em xem sau ha, mới về tối qua, chưa quay. Ok, còn dưới này là một bé bối 24K4 số 9. Bé này thì thuộc hạng hệ gọi là body cực kỳ đỉnh luôn. Body vuông vức từ đầu cho tới cuối luôn anh em ạ. Em đang để đèn trắng nha anh em. Đó. Cực kỳ đỉnh luôn. Bé này là vuông vức từ đầu tới cuối luôn anh em. Đó. Đuôi hơi tưa tưa một chút xíu thôi, không vấn đề gì, cái này là nó lành lại bình thường nha anh em. Đó. 11 củ 5, 11.5 để anh em sở hữu một bé bối. Body này thật sự là cực kỳ nhiều anh em mê luôn. Có nghĩa là body vuông từ đầu cho tới cuối và hậu nở. Đuôi to. Đó. Mắt môi râu mọi thứ chuẩn chỉ hết. Bé này thì size 58-60, size khủng nha anh em. Anh em nhìn sơ qua nhìn đỉnh không? Trời ơi, bé này mà gọi là viên ngọc quý mà chưa được mài rũa này anh em. Bé này mới về, bé này thu ở dưới hồ cá coi anh em. Đó, nên là màu chưa được tươi sáng cho lắm. Để vài ngày nữa là màu nó hồi lại thì thôi phê lắm. Cộng thêm body quá đã luôn, thật sự. Càng bướm, đuôi to, đuôi quạt, lông vảy tím, viền vàng. 11 củ 5 nha anh em. Còn đây là clip của em nó này. Nhìn thấy đã không? Thật sự là viên ngọc chưa được mài rũa nha anh em. Nó đỉnh lắm. Body con này riêng nói về bối, body con này thì hết bài luôn rồi. Ok, tiếp theo đó chính là một bé huyết. Bé huyết này thì mới về thôi, để quay sau đi anh em. Mới về, cũng chưa có clip của em nó luôn. Ở dưới này là 7 hổ su, Sumatra anh em. Đó, 7 hổ Sumatra này. Đó, bầy này thì size 5, 6, 7, 8, 9. Đó, tùm lum. Ở dưới này 8 xị một bé, full 4 sọc nha anh em. Anh em nào mà chăm con thơ ấy, thích chơi từ size nhỏ ấy thì liên hệ cho em nha.
Ok, tiếp theo trên này thì giới thiệu với anh em một bé quái thú. Bé này đúng bé quái thú luôn anh em ạ. Nó khủng ngoại cỡ luôn, lâu lắm rồi, hiếm lắm rồi. Em mới săn được một bé body sumo mà nó khủng cỡ này luôn. Kinh khủng khiếp luôn. Bản cao gần 20 nha, bản cao từ dưới bụng lên lưng gần 20. Body sumo nó béo kinh khủng, anh em nhìn cái ồ này. Ôi ôi, size 65. Khiếp luôn. Nó đúng quái thú luôn anh em ạ. Đó, 19 củ năm để anh em sở hữu một bé bối 24K4 số 9. Bé này mà nếu mà anh em mà có hồ trấn trạch ấy, hồ mà hồ công nghệ mới ấy, em xin lỗi đi anh em, nó rụng trứng luôn, nó to kinh khủng khiếp luôn anh em ạ. Có 19 củ năm thôi anh em. Đó, anh em mà sở hữu thì nhớ alo liên hệ với em. Con này kiếm trên thị trường rất khó luôn, nó to ngoại cỡ. Anh em nhìn con này với tất cả những con này này, không ăn thua, không xin nhê luôn. Kinh, con này lại còn đuôi lửa nữa cơ anh em ạ, dã man thật. Trời ơi, 19 củ năm nha, 19.5. Còn đây là clip của em nó. Anh em nhìn thấy tê không? Đấy là mới chỉ là clip thôi, anh em nhìn bên ngoài nó khiếp cơ anh em ạ. Kinh. Nó to chứ, đã to khủng rồi, dài rồi, lại còn body sumo nó béo như nhìn như con heo, nhìn vừa phê ấy. Sở hữu bé này với xứng tầm anh em. 19 củ năm. Quá dã man luôn. Ok, tiếp theo đây là một bé bối 24K4 số 9 này, 10 củ năm này. Bé trên này thì là semi pha phu, bối semi pha phu. Đó, được chưa? Size 57-58, gần 60. Mới về hơi nhát. Đó, cũng chưa có clip của em này luôn, chưa quay. Semi pha phu, đầu gù gãy khớp luôn, đỉnh luôn anh em ạ. Đó, bé này thì 14.5 nha anh em, 14 củ 5. Ok, ở dưới này là một bé cũng body vuông vức luôn. Đó, nhưng mà cực kỳ vàng, lòng vảy tím nhưng mà lại vàng toàn thân luôn. Thế mới đẻo chứ. Bé này là size 52-53. Và giá thì loanh quanh đâu đó chỉ có 10 củ 5 thôi, 10.5 thôi. Bé này nét lắm anh em ạ, đỉnh, vàng khe luôn. Ok, dưới này là một bé bối đầu vàng. Bé bối đầu vàng. Đó, size lớn nha anh em. Đó, size 60-62. Bối đầu vàng, lòng vảy tím, viền vàng gần full lưng. Đó, body cực kỳ căng đét luôn. Bé này giá êm nha anh em. Bé này giá có 13 đồng thôi, 13 chấm thôi, 13 củ khoai để anh em sở hữu bé này. Đó, bối của đầu vàng size lớn, body cực kỳ đẹp luôn. Đây, clip đây nha anh em. Clip của bé bối đầu vàng nha anh em, cực kỳ đẹp luôn, xuất sắc đây anh em ạ. Ok, bên này một bé này với đỉnh nữa này, bé này với dã man này. Bé này là bé bối full tím, full tím luôn anh em ạ, size 56-57, gần 60.
full tím luôn. Ok, và giá bé này là 12.5 nha anh em, 12 củ 5 để anh em sở hữu một bé búi tím nha. Hàng này kiếm trên thị trường hơi bị khó rồi đấy. Đấy, hàng búi tím mà, búi tím búi blue. Đậm chất luôn nha, full toàn thân luôn. Cực kỳ đỉnh, size lớn. Đó, 12 củ 5 để anh em sở hữu bé búi full tím này. Ok, còn ở dưới này là Sam Black Diamond, hàng full bông nha. Anh em, nhiều anh em cứ lấn cấn cái vấn đề mà giữa Black trôi nổi trên thị trường, có những cái hàng mà rẻ hề đi 3 chấm mấy đúng không ạ, 4 chấm mấy. Cái hàng đấy là hàng bông xấu, còn đây là hàng full bông, bông đẹp, bông thuần chủng anh em. Đó, hàng được cái nha, cả được cả cái đầy đủ luôn. Được chưa ạ? Hàng full bông nó khác, hàng đẹp nó khác, nó giống như con gà với con công anh em. Đấy, nó khác nhau hoàn toàn luôn. Đây là hàng full bông anh em, nhìn clip là anh em biết 6.5 một bé, 6 củ 5 một bé Sam Black Diamond, hàng full bông, thuần chủng luôn, size 18, 20, 22. Đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Ok, anh em nào thật sự quan tâm thì nhớ alo liên hệ với em nhé. Còn bây giờ không linh tinh liên thuyên nữa. Tiếp tục cái cuộc hành trình mà đi săn một bé huyết về. Xin mời anh em cùng theo chân em. Let's go. Rồi, ok. Hiện tại bây giờ cũng đã tới. Anh chủ anh đứng ở kia kìa. Đó, lấp ló, lấp ló. Ok, bây giờ xuống thôi anh em. Hello anh trai. Lâu không gặp. Anh phụ em một tay nhé. Cho cái thùng vô. Tại hôm nay đi có một mình anh em ạ. Anh đi có một mình này. Nhờ anh ấy cầm cái thùng vô. Okay. Đi qua vẫn nhớ mang máng ngôi nhà này. Anh tới rồi mà. Dạ. Quá trời luôn anh em. Ôi, ở dưới đây nuôi gì đây? Nuôi chép được anh ấy bậy bạ chơi. Dạ. Cái này em định thẻ Ebino á, mua vài Ebino thẻ vô. Đúng rồi, cái này nếu mà mình vừa ngắm thì mình nuôi vừa gia công luôn. Dạ, em định nuôi để trứng để ấy. Cái này có cả két luôn anh em. Két đẻ trứng luôn hả? Để con này. Trời ơi. Mình đẻ. Ôi đẻ con luôn này anh em này. Anh em nhìn thấy không? Đây. Két đẻ con hả? Để trứng nó ấp lên. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi, nuôi được đến nỗi mà đẻ cả trứng luôn anh em này. Đẻ cả con luôn nè. Mấy nhỏ là này, mấy nhỏ thì là để con lớn rồi nè. Đó, nhỏ đó. À trời, mát tay luôn. Cái lớn. Không, cái này nếu mà bây giờ nha. Có nhiều kèo lắm. Dạ. Yeah. Ừ. Có cả kèo nuôi ra công huyết. Lần nuôi thứ cái này mà nuôi cái này nó mèo phim lạnh chê là hết đây, bên này chê là hết, chê là hết. Cái này em lột tơn tính cho nó sáng nắng xuống. Chỗ này nắng dữ lắm. Có ánh sáng ánh nắng thì nó rõ xuống chỗ này. Này nuôi gia công. Nó vô tới này, hồ nó vô tới này. À vậy hả? Cái này quá ngon luôn này anh em này. Cái này mà anh em nuôi upside với gia công thì nếu mà bây giờ tính từ giờ thời điểm giờ nhá. Đến Tết ấy. Nếu mà em khuyên thật anh không nên amino. Dạ. Yeah. Vẫn để cái này. Yeah. Đúng không? Gia công huyết. Đó là lụm một mớ. Được thầy thấy huyết kêu luôn. Hồi nãy mua bao nhiêu? Nó hơi nặng xíu nhưng mà lụm một mớ. Đúng rồi. Huyết đầu tư như này hơi nặng giống. Không. Nó thời điểm bây giờ chơi được. Còn yeah. Thời điểm ngày trước thì thua. Thời điểm bây giờ nó rẻ hề. Dạ. Yeah. Đúng không? Như cái này phải upset lại dưới này. Tại anh biết sao, nếu mà gia công ấy thì nó có đầu ra luôn cho mình. Giống kiểu cửa hàng người ta bỏ cho mình ấy. Yeah. Đó. Mình chăm đến thời điểm đó là cửa hàng đó xuất
xuất ra cho cửa hàng luôn, xuất một phát một chứ không ai người ta đi gia công lại đi lẻ tỉ tỉ con có mà những cái con còn lại có mà vỡ mồm luôn. Không, ý nó hay hơn. Cái này vẫn đỡ luôn anh. Không, cá này không, cái này phải dọn hết. Dọn hết chứ. Dọn bèo hết, dọn sạch, hết chứ. Không, không, bèo thì để lại. Để lại thôi. Ừ. Cái bèo này để lại được này anh em này. Tại vì nếu mà không muốn cá rồng nó nhảy ấy, thì là ở trong cái hồ như kiểu bà âm đất dưới này thì anh em nên à có lưới thì anh bỏ qua cũng được. Lưới em để một chậu lại thì đẹp. Nói chung cá rồng nó vẫn thích cái gì? Có chỗ trốn, chỗ rúc. Thì nó vẫn ok hơn, tránh trường hợp nó nhảy ra ngoài. Cứ có cây là ít khi trường hợp nó nhảy ra ngoài lắm anh em. Đó, cái này tận dụng nhà có đúng không? Cái kia nó nhỏ xíu, nhỏ xíu vậy là. Cái này tận dụng nhà có, xong là nói chung là cái này của nhà có sẵn thì mình gia công được. Chứ mà đi làm hồ xong là lúi kia là chết. Cái này là mình gia công được này. Mà lần đầu tiên em thấy con gì? Con két cái bằng da sao em cũng không rõ nữa. Nó để nhiều lắm. Luôn rồi anh em. Con hay ha. Nó nhưng mà khi mà động tới ăn nó ngậm nha. Nó ngậm vô, nó ngậm vô miệng nó đó. Ồ vậy ha. Rồi, nhỏ nó ngậm vô miệng xong rồi im là nó nhét ra. Ồ. Vậy là cái con nhỏ xíu vậy á? Dạ đúng rồi. Con nhỏ xíu đẻ à? Đây đúng rồi, con đó đó. Ồ. Đó mấy con bự đó này, đây mấy con đó. Sao, sao nó nhỏ xíu vậy nó đẻ được hả ta? Bữa trước mưa nước mưa xuống ngày trời á. Chết mấy con bự hết. Mấy con mẹ to, mấy con ngon đầu. Mua gì chết. Trời ơi cái này mà gia công thì đẹp luôn, đúng đẹp luôn này. Của nhà có sẵn này. Gia công huyết tại vì thời điểm tại vì bây giờ nó là tháng 7 rồi. Yeah. Đó tháng 7 rồi mà gia công ngân Amilo đến cuối năm thì nó phải có đầu ra mà đầu quá. Ra như thế thì không được vài đồng. Yeah. Nói thật không được vài đồng luôn. Cái kia ví dụ như huyết nhá, em chỉ tính đơn giản vốn thì tất nhiên nó sẽ nặng. Yeah. Nhưng mà mình kiểm soát được, mình có kinh nghiệm rồi mình kiểm soát được. Yeah. Mình gia công đến lúc đó anh lụm vài trăm là nó cũng có đấy, nhưng mà không. Đấy, kiểu vậy, cuối năm mình úp một mẻ ăn Tết ngon luôn, khỏe luôn. Chứ bây giờ ví dụ như bây giờ còn mấy tháng, còn 3-4 tháng nữa mà anh úp ngân Amino thì không ăn thua. Yeah. Nếu mà úp ngân Amino ấy, anh úp số lượng nhiều, cộng thêm tiếp theo nữa là phải từ đầu năm. Thì đến cuối năm xuất ra để anh em các cửa hàng người ta bán ấy, bán dịp Tết ấy, bán cuối năm thì là lụm lúa. Thì nó mới có lúa. Chứ bây giờ mà thời gian ngắn này thì úp lên cỡ đó thì anh không đáng kể. Ok, xíu nữa em sẽ chỉ riêng cho anh. Okay. Đó, ok, hôm nay thì ngay đầu clip thì em đã nói với anh em. Hôm nay thu lại một bé huyết của anh trai này. Một bé huyết size đâu đó trên 40 anh em ạ. Đó, huyết siêu đuôi cả. Nói chung được. Mà giá êm lắm nha anh em. Đó, em thu được giá êm thì chắc chắn là đưa lên cho anh em giá cũng phải hợp lý và giá êm. Đó. Tiền thể hôm nay ngắm được cái góc này thì đúng là đang tư vấn cho anh nuôi gia công thì hợp lý. Còn nuôi gia công anh em phải có kinh nghiệm là một này, có vốn là cái thứ hai. Ok. Rồi đi cho anh cầm giúp em cái thùng nhé. Tiền thể vào xong là quay review cho anh em xem luôn là. Wow. Bé bên này rực nha. Bé bên này con rực này là anh chọn con này anh chọn sâu á, con thứ hai á. À. Sao ạ? Con này đẹp. Dáng nó vẫn là đẹp anh em ạ. Con này cũng đẹp nữa này, nhưng mà anh chọn nó đẹp, đuôi chà nó đuôi ra sau luôn á, nhưng mà tiếp cách con này. Đây hôm nay sẽ là thu bé này anh em. Đuôi chà. Quả đuôi chà quá trời. Đẹp đuôi sau luôn. Đấy, mới vô cái nhát luôn. Cứ thấy người lẹ là vậy đó anh. Nhát em đang ghét cái đó đó. Cứ thấy người lạ là cứ vậy. Dạ. Cứ vậy. Nhát luôn. Cứ thấy người lạ cứ nằm vậy. Tại vì em đi là hai chồng em đi là sáng đi làm tối mới về. À cho vậy. Ít tiếp xúc á. Ít nghe bạn là cứ thấy. Stress. Con này cách xử lý rất dễ thôi anh em. Căn bản là anh em chịu khó xíu, đổi hồ cho nó. Là xử lý được, giải quyết được vấn đề đó. Đánh mê thật sâu vào xong đổi hồ lại bung căng bét lên. Vậy là cái thứ hai nữa là cái hồ này nó không gian khá là chật so với một con size 44 trên 40. Con này size 45, 48 rồi anh em ạ. Đó với lại tan ninh kiểu này thì không hợp lý lắm. Đây là đèn đóng rêu nó giảm ánh sáng đi này. Với các thứ này. Bên này cũng vậy này, tan ninh này không nhất thiết là phải cho vào trong hồ này đâu anh.
cho trong đồ này anh em cứ để ý nhá, cho những cái cây đèn mà trong hồ này thật sự nó chống nước, nhưng anh em muốn kỹ tính an toàn ấy thì anh em nên để bên ngoài, không nhất thiết là phải cho trong hồ làm chi. Cái đồ điện tử mà anh em cứ cho trong nước là nó thật sự nó rất là nguy hiểm, tốt nhất là mình né luôn, hạn chế luôn anh em ạ. Đó, bản này thì hơi dư mô một xíu, nhưng mà nếu tan ninh đủ đúng chế độ ấy thì là anh em phải tan ninh kiểu gì? Tan ninh một cây này như hạ thừa tấp lên cao, xong là anh em phải có cái chế độ bật đèn, chế độ tan ninh, chứ không phải để 24/24 như này. Cái thứ nhất là bị cháy vẩy, cái thứ hai nữa là nó phản tác dụng. Anh em tan ninh ấy thì nó phải theo cái nhịp điệu và chế độ, ví dụ như một ngày bao nhiêu tiếng, xong về sau theo con cá nó quen rồi, nó thuần rồi, bắt đầu nó ok rồi ấy. Ví dụ như là tuần đầu tiên mình tan ninh 4 tiếng một ngày, tuần thứ hai anh em tăng lên 5 tiếng một ngày, giờ tắt, có nghĩa là bật 5 tiếng và tắt, nhưng mà ngày nào cũng đúng khung giờ đó anh em bật lên và tắt. Tuần sau anh em tăng lượng lên là ví dụ như 8 tiếng xong lại tắt. Đó, chứ không phải là bật 24 xuyên suốt 24/24 như thế này. Cái thứ nhất là con cá nó dễ bị stress là như con này luôn, nằm im một chỗ luôn, không bơi luôn, nó không có bệnh gì cả nhưng mà nó không bơi, nó bị stress đấy. Nó giống kiểu anh em bây giờ dí cây đèn vào mặt anh em, là anh em có chịu được không? Anh em hãy hình dung được ra vấn đề đó đúng không ạ? Đó, thế nên là tan ninh nó là cả một nghệ thuật, chứ không phải là đơn giản là anh em cứ nghĩ là úp đèn và là úp thôi. Không phải cứ úp đèn ngang là nó lên màu đâu, không có đâu. Có những con nó đánh lừa mắt mình thôi, nó là lên màu, nhưng thật chất ra nó bị cháy vậy, nó bị chai như vậy, không lên màu. Đây, ví dụ như đây là một điển hình, anh cứ thử tắt cái đèn ngang đi, anh nhìn thấy rõ đèn cháy luôn, là vảy cháy luôn. Tắt đèn ngang đi. Rồi, anh em nhìn thấy không? Không đèn anh em nhìn thấy không? Đây nhá, quay gần cho anh em xem này. Anh em nhìn thấy không đèn là cái vảy nó sẽ bị sạm lại này này. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Nó bị sạm lại và nó bị đen đi chứ không phải là đỏ tươi lên nhá. Đỏ tươi nữa, anh em phải dùng cái chế độ của nó cơ. Đó, tan ninh nó là cả một nghệ thuật chứ không phải là đơn giản. Đây này. Đó, anh em nhìn nguyên hàng về dưới bụng và lên trên đoạn này chưa? Nhìn thấy nó xám xịt lại chưa? Dạ, con chào cô. Anh em nhìn thấy xám xịt lại chưa? Nhìn kỹ nha, anh em nhìn kỹ nha. Đó, thấy nó xám xịt chưa? Thì đây là cái hiện tượng cháy vẩy chứ không phải đỏ đâu. Anh em bật ngang như này lên thì nó đánh lừa mắt mình thôi. Chứ tan ninh chế độ của nó phải có giờ, có giấc. Chứ không phải là ngày nào cũng tan ninh, nhưng mà nó không phải là lúc nào mình cũng tan ninh bật 24/24. Đó. Đấy là cái kinh nghiệm, ví dụ mình chơi sau này thì muốn con huyết nó đỏ loè, đỏ loẹt thì nó cũng phải có chế độ hết. Cái gen giống thì tốt đấy, chuẩn đấy, chuẩn huyết chứ không phải là hồng long là được. Ăn chó không à? Sai thì quen, đói lại thôi chứ. Chính xác. Nhưng mà huyết là phải là huyết, nó lên đỏ mình cũng cần phải có kỹ thuật, còn không thì mình để cho nó tự nhiên. Ví dụ để tự nhiên có nghĩa là đèn trên nóc thôi, và để cố định, mọc rêu cũng được, không sao cả, hồ mọc rêu bình thường, có nghĩa là môi trường nó ổn định. Còn khi vào chế độ tan ninh này thì anh em phải nên nhớ là tan ninh, cái thứ nhất là cái lượng nước ấy, cái lượng nước anh em càng hạ thấp xuống khoảng 50% hồ, và nói chung là đủ cái khung độ ánh sáng của nó. Dạ. Đủ cái khung độ ánh sáng của nó thì anh em tan ninh nó mới hiệu quả được, chiều sâu nó vào vừa thôi. Còn đây là đây, anh em nhìn đây, đúng không? Nước rất là sâu, khoảng hở này, đó. Đèn thì lại gần trên mặt giữa, không giữa mặt nước này, thì ở trên gần mặt nước con cá nó bơi lên này, với gọi là vào đèn này. Còn đây nó, nếu mà né đèn nó có toàn bơi ở cái chỗ không có đèn này, anh em hình dung không? Tan ninh nó có nhiều chế độ lắm, nó nhiều kiểu lắm, nhưng mà cái kỹ thuật anh em phải nắm chuyên sâu chứ không phải là đơn giản là mình cứ bỏ đèn vô là vô đâu. Ok, bộ lọc của anh không lập hư mất hư bơm hôm qua anh à, vậy hôm hả? Qua nó bị hư bơm nó bị cấp điện á, nó tụt nước á. À vậy hả? Dạ. Hơi bơm hôm gì ạ? Vậy là cứ chạy bằng oxy này cho nó mới rồi. Quay lại mà em mới mua bơm mới vậy, hôm nay em thay mới. À, mới vậy là anh vừa mới mua. Con này cặp đao cực kỳ khủng luôn này. Đao luôn thì sâu luôn. Con này lúc đầu anh chọn là em kết liền, vô là chọn kết liền chứ. Bởi vậy, con này đao cực kỳ kinh này. Đùi rất sâu. Anh nhìn này, anh em nhìn này, đằng nhát. Nhát, cứ thấy lạ, người lạ là đâu? Vậy hả? Là như vậy đó. À. Này em vô thấy bình thường không? Thấy bình thường. Thấy người lạ là. Đó, anh em tham khảo bộ lọc này đơn giản thôi. Lọc không cần phải xịn xò, không phải cầu kỳ đâu anh em ạ. Nó đơn giản lắm. Nó chỉ cần để nơi trú ngụ vi sinh và tách phân thô là ok. Và một cây đèn UV. Đấy, một bộ lọc. Nó đơn giản lắm. Nó không cầu kỳ đâu anh em.
anh em cứ nghĩ là phải vật liệu lọc xịn sò. Tất nhiên là vật liệu lọc xịn sò thì nó có một cái hiệu quả riêng của nó. Đấy, nước nó ổn định hơn, nước nó ok hơn, nước nó chất lượng hơn một chút xíu. Nhưng đấy là với một anh em điều kiện. Còn những anh em mà bình dân, anh em mình chơi kiểu bình dân ấy, đúng không? Yeah. Không nhất thiết. Nhiều anh em chơi kiểu bình dân, con cá rất là bình thường nhưng mà lại cứ phải đầu tư bộ lọc xịn mới chịu cơ. Đấy, có khi là tiền bộ lọc nó còn hơn cả tiền con cá. Em cứ như bình thường vậy. Đúng rồi. Bộ lọc sứ thanh như vậy rồi. Đúng rồi. Anh em cứ nghe quảng cáo là giờ rồi. Cứ kia này nó bỏ một phèo quay lên trên. Vâng. Nó sang tỉ tỉ. Con này hai con này em cũng đỡ giống nhau thôi chứ. Thì đó, tại vì cái này nó máy chế bơm qua nó. Vậy hả? Bơm nhiều chứ bơm bao trước. Đúng rồi, nó chỉ đơn giản lắm. Nó nước. Chỉ cần là nơi chứa vi sinh thôi. Bên này nước trong well này. Đúng rồi. Nó khác nhau hoàn toàn lên này anh em. Đấy, một góc view đơn giản. Đây là một góc của người đam mê. Anh em hình dung không ạ? Anh ấy cực kỳ đam mê luôn. Đam mê chân chính đấy. Anh em nhìn là anh em hình dung ạ. Đèn, vỏ đèn quá trời luôn. Đấy, tất cả mọi thứ là anh ấy vừa chơi, vừa đam mê, vừa trải nghiệm và vừa học hỏi đúng không? Yeah. Mình vừa chơi, mình vừa học hỏi, mình trải nghiệm xem nó như thế nào đúng không? Đấy, anh em thấy không? Đam mê nó là một thú chơi chứ nó không phải là cái mà anh em bây giờ nuôi. Là nuôi lớn lên là cứ phải có lời hay là ABCZ thì có. Đây là mình nuôi đam mê thôi. Mình nuôi đam mê, đúng rồi. Còn kinh doanh thì gặp bọn em cửa hàng này nè. Chứ em, anh biết là nuôi từ cái mấy con Albino trước rồi, bó trước rồi. Mà anh cứ mua được mua giờ thả chứ đâu có. Cứ... Con này là anh ấy tan ninh hết kiên nhẫn rồi. Anh hết kiên nhẫn rồi. Nhắn tin cho em anh lấy nick ra, nick Zalo mà gần như là mình có nhắn tin bao giờ đâu, tự dưng bảo là em hết kiên nhẫn rồi. Anh em chứ nói chuyện Facebook nhiều. Nghe mình giật mình bảo ủa lão này là ai mà tự dưng bảo hết kiên nhẫn này là sao? Đó, thế nên là hôm nay sẽ đưa bạn này về. Nhưng mà em khẳng định với anh em nhé, đưa về hồ em cực kỳ đẹp luôn. Tại vì thợ mà anh em có cách để cho nó em nó tỏa sáng. Đó, có cách để cho em nó tỏa sáng luôn. Con này đuôi càng khỏi bàn. Con này đuôi càng khỏi bàn luôn. Hơi tiếc. Em tiếc cái đuôi càng nó hay. Đúng rồi, tiếc cho anh. Con này nó, con này cũng đuôi càng, anh chọn hai con. Con đuôi nào đuôi càng, con nào đuôi càng. Con nào đuôi càng đỉnh luôn. Con kia nó vẫn kiểu là ok hơn. Môi thì không vấn đề. Môi thì ngày xưa thôi chứ bây giờ thì không vấn đề. Alo 1900 cái là có người tới ngay. Xử lý cái vấn đề đó ngay. Đó. Nhưng mà quan trọng là tổng thể con cá đẹp. Bản này thì cũng thế. Ok, chủ đề hôm nay thì vừa review, xin phép anh chủ. Đấy, anh cũng tranh thủ thôi và em cũng tranh thủ thôi. Xin phép anh để review cho anh em xem và chiêm ngưỡng. Ví dụ như có những cái video nào hay thì quay lên cho anh em xem. Đấy, thú chơi từng người. Tanning thì anh em nhớ nhé, tanning không nhất thiết là phải gì ạ, đưa cái đèn vào trong vậy đâu. Anh em để bên ngoài cũng được mà. Anh em hình dung ạ, đưa vào đồ điện tử rất nguy hiểm. Không may nó hở điện thì làm sao, đúng không? Yeah. Tất nhiên cái này nó là chống nước nhưng mà không thể tin được bố con nào hết. Tin chính bản thân mình thôi. Cứ đồ điện tử anh em không nên cho vào nước. Đó, và cái kẹp đèn này cũng khá hay này anh em. Đó, anh em nhớ anh em cứ hỏi là bây giờ để đèn ở cái chỗ góc này là kiểu gì thì anh em cứ mua cái kẹp đèn kiểu này này. Đó, xong kẹp vào đây, xong ghim cái đèn vô là xong. Bây giờ thời đại công nghệ tiên tiến này, đồ gì nó cũng có. Ok, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ tranh thủ ha. Nay thì thợ em đi công việc nên là tự mình xử. Anh bỏ luôn cái đèn ra dùm đây, đây. Nó cấn. Mấy con này thì nhỏ dễ mà anh em. Người ta gọi là 1 phút 25 giây. Cái hồ này thấp. Yeah. Hồi trước nuôi cá nhỏ lớn lên rồi đổi hồ. Cá nhỏ lắm, lúc trước là mua hồ bên này này.
cứ mà qua cho nó bạch ngọc rồi quen nó đen hại. Nó phải có chế độ của nó cơ. Chơi cá là một nghệ thuật mà như chơi cây chơi chim vậy thôi. Con này anh cái nớt anh tắt ầm 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 á. Nghe hả? Dạ. Thấy vô là tắt ầm ầm. Anh dế, chủ yếu là con này là chủ yếu của em, chủ yếu anh dế sâu. Rồi nhái thì ăn bữa thì mới tuần hai tuần sau nó chịu ăn lại. Là dạ. Là anh thấy nhái vô là nó không ăn. À. Nhưng mà anh thấy dế vô là nó ăn. À vậy. Rồi tuần hai tuần sau anh thấy nhái vô là nó ăn lại. À vậy. Dạ. Có nghĩa là con này chỉ thích ăn dế thôi. Dế với sâu. À, mà chủ yếu là em mới muốn chín của em là dế. Nó quen rồi. Dạ, sâu thì cũng mấy cũng mấy. Món chính là cứ dế hay sâu. Còn nhái đồ ấy là cứ bỏ chứ anh cứ thảy vô anh cho đang là ăn ba con đúng không? Anh thấy vô qua 3-4 ngày sau anh thấy nhái vô nó không ăn. À, dạ. Nhưng mà anh quen ngày sau liền anh thấy dế vô thấy sâu vô là anh ăn. À dạ. Anh em thấy không? Nhiều các anh khách cứ hỏi em là trời ơi nhìn thằng Hải nó bắt cá nó nhẹ nhàng mà nó lẹ dữ rồi. Thợ chuyên nghiệp rồi anh em ạ. Em làm bao nhiêu năm nay rồi. Có nghĩa là mình làm cái nghề gì nó quen nghề đó thôi. Như bọn em thì nó là thợ chuyên nghiệp rồi nên là thợ chuyên đi săn rồi nên là mấy cái pha xử lý cồng cành thì thỉnh thoảng nó cũng có, gặp sự cố có chứ anh. Bây giờ gặp sự cố cũng có chứ không phải không có. Nhưng mà cái tỷ lệ sự cố nó ít. Kỹ thuật bọn em làm thì nó nhanh gọn hơn. Nhiều anh bảo nhìn mày bắt con cá dễ thế. Mà sao anh bắt con cá mà nó nhảy đùng đùng nó hư tùm lum. Bắt cá con sợ lắm mình. Nó hay bị gãy vây á. Đúng rồi. Nhìn không chứ chắc là nhảy nó. Đúng rồi. Liền. Nhìn thì nó rất đơn giản đúng không? Nhìn dễ không? Dễ. Đúng không anh em? Nhìn nó dễ đúng không ạ? Nhưng mà khi anh em thọc cái bọc vô xem, tùy từng con, thọc vô cá là thôi rồi. Nhảy đùng đùng. Bây giờ thì chỉ cần nhảy một cái thôi là gãy càng gãy nan gãy đuôi ngay. Có nghĩa là rục luôn. Gãy cái là xong cá rồi. Bởi vậy người ta mới nói là làm cái gì nó cũng phải có kỹ thuật hết. Thế là thợ chuyên nghiệp rồi thì anh em đừng so sánh cái vấn đề đó. Nó khập khiễng lắm. Con này mà về anh dưỡng đẹp lắm. Đúng rồi. Đuôi càng đá, đuôi mình thấy em chỉ thấy gặp càng thôi. Càng đuôi to. Để quay cho anh em xem cặp càng của em nó. Cặp đuôi càng kinh khủng khiếp luôn. À, cặp đao này anh em nhìn cặp đao này. Ừ, trời tới sâu. Trời ơi, nó cong vút anh em ạ. Đây là đang đánh mê và đang ở trong bọc nha. Qua tới hậu môn luôn anh em. Kinh khủng khiếp, con này về mà đấy, cặp đao thì anh em. Quá trời luôn, con này mà đưa hồ lớn. Xíu về đưa hồ lớn thì thôi rồi. Bùng đá. Nó bùng cho đừng hỏi luôn anh em. Tại vì em ghét cái là cứ em không sao. Như anh ăn vô. Vô nãy mưa lúc mình kia anh dùng em bay bình thường rồi. Nhưng mà anh vô cái đầu là lại nằm lại. Ờ bởi vậy. Cái gì cục. Nhiều hôm anh cũng quay video cho anh cũng quay bình thường ấy. Cái gì đâu. Yeah. Nhưng mà vậy là cứ thấy người lạ là như ố vậy về vợ về vợ quay. Cúng lại nữa. Nó bị stress anh. Rồi anh lồng em cái bọc. Dạ dạ. Rồi kéo lên, anh kéo lên. Rồi. Phải dụng trứng rồi. Anh lấy cái cam múc nước. Cam, dạ dạ. Có đánh cái là phê dụng trứng luôn anh em. Hồ này luyện con mới. Hồ này nuôi lớn 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 thì sao 40 là chuyển được. Đúng rồi. Đây,
Ok xong rồi anh em. Phơi nhảy cẫng lên. Đó. Xử lý một phút mốt luôn anh em. Ok và cảm ơn anh Giai đã chia sẻ lại cho em. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh theo đuổi đam mê tiếp tục luyện con mới. Ok và hẹn gặp lại tất cả anh em ở clip tiếp theo nha. Bye bye anh em.